Xin chào các quý cô bác và anh chị, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hạt Độc Sơ Rái Bắc Tây Nguyên. Hôm nay thì ở bên vườn em thì có về được một số cái giống lan rừng cho hoa đẹp và đặc sắc của rừng Con Tum mọi người nhé. Thì do bà con mới đi rừng hái về luôn nên là mọi người có thể thấy là cây rất là xanh tươi, tươi tốt ha. Thì hôm nay thì em về thì có 3 loại. Thứ nhất là cái cây hạt đỉnh nâu. Đây là cái giống lan địa lan hạt đỉnh cho hoa to, đẹp và đặc biệt là rất dễ trồng luôn mọi người. Hoa nở vào dịp Tết này nha. Thì giá thì em chia ra là mỗi phân là 150 ngàn một phân mọi người nha. Người mua thì em sẽ cắt ngang, chừa lại cỡ gang tay để em gửi đi nha. Thứ hai là một cái giống lan cho hoa cũng đẹp nữa mọi người. Hoa lan có tên gọi là bạch hỏa hoang hả? Hoa rất dễ thương nè. Đó, thì em hiện tại em có 5 phần và mỗi phần thì có giá là 100 ngàn mọi người nha. 100 ngàn một phần đây thôi ha. Đó, một phần và 100 ngàn. Đó, được có 5 phần. Và tiếp theo thì em có một cái giống lan nữa cho hoa cũng rất là đẹp. Thì cây có tên gọi là thập hoa mọi người nha. Hoàng thảo thập hoa. Đây hoa của nó mọi người nhìn như cánh sen luôn. Hoa hồng hồng nhìn dễ thương lắm. Đó, rồi hoa đây. Đó, thì mỗi một phần như vậy thì có giá là 100 ngàn mọi người nha. 100 ngàn. Phần cây rất là tươi tốt luôn. Hàng thì đợt này bà con đi rừng hái trúng được cái thập hoa này, cây nào cây nấy nó mập mà nhìn nó tươi mọi người, nó xanh tươi đẹp đẽ lắm. Thằng này về trồng thì phải nói là sẽ phát triển rất là khỏe luôn. Rồi đó, đó là những cái cây ngày hôm nay thì giá chưa bao gồm phí vận chuyển nha mọi người. Phí vận chuyển sẽ do bên đơn vị vận chuyển họ thu riêng. Mọi người mua mọi người thanh toán tiền lan với tiền ship cho bưu tá lúc nhận hàng là được. Và được kiểm tra hàng trước khi nhận mọi người nha. Đúng hàng thì mới trả tiền ha. Rồi, số liên hệ thì mọi người có thể là liên hệ tới số điện thoại của em để tiêu đề nha. 0384 750 258. Đại, em tên là Đại mọi người nha. Mọi người có thể liên hệ qua trực tiếp điện thoại, nhắn tin, gọi điện điện thoại hoặc là qua Zalo cũng được nha. Rồi. Thì đầu tiên thì em sẽ cho mọi người xem các phần hạt đỉnh nâu hôm nay. Đầu tiên thì chúng ta tới hạt đỉnh nâu. Hạt nâu thì mỗi phần này sẽ tầm được 3 thân nha, 1 thân, 2 thân, 3 thân nè. Thì có giá là 150 ngàn phần. Đây thì mọi người mua thì em sẽ cắt ngang đây nhé, em gửi để cho thứ nhất là nó tiện, nó dễ gửi, và thứ hai thì cái mùa này mọi người cần cái đoạn gốc ở dưới thôi để mọi người trồng thôi, cho cây nó khỏe, cho đỡ mất nước nha. Đây, và hoa mọi người, hoa hạt đỉnh nâu mọi người xem cái vòi hoa này, lúc nào nó nở nó mọc thẳng đứng lên trời. Và cái hoa nó to cực kỳ luôn. Thằng này thì nó tàn rồi nên là nhìn không rõ, nhưng mà cái đây mọi người xem đó, mọi người xem rõ chưa. Cái cánh tức là cái hoa nó to này, nhìn cái bàn tay của em nè. Nó to cực kỳ luôn và nó nở lâu lắm mọi người, nó nở phải nói là cả tháng luôn. Cái mặt dưới của nó là kiểu cái cánh hoa là màu nâu, mặt phía sau của cái cánh này là màu trắng mọi người nha, cùng với đó là cái lưỡi dài to. Nở rồi khỏi nói, mỗi lần nó nở hoa là chơi cả tháng luôn. Đặc biệt là cái cây này nó nở hoa vào dịp Tết mọi người ha. Đó, nó nở hoa vào đúng cái dịp Tết nên là anh em chúng ta về trồng chăm sóc sang năm làm một cái bụi to Tết, khỏi phải mua hoa Tết luôn. Ngắm cái hoa hạt nâu này nó cũng đẹp lắm. Đấy là cái giống này nó cũng ít khi thấy lắm mọi người. Thường thường thì ở Con Tum thì bà con đi rừng thì người ta hay tìm thấy cái hạt đỉnh nâu nó mọc ở ven những con suối mọi người, những nơi mà đất nó ẩm ẩm á. Đó, nên là về mọi người trồng chăm sóc cái giống này rất là dễ thôi. Tức là các bác anh chị về chúng ta làm một cái chậu á, chúng ta bỏ đất, đất có thể làm cho đất nó tơi xốp một tí bằng cách là mọi người trộn với cát, đất trộn với cát, hoặc các bác anh chị có thể là dùng những cái đất mà chúng ta mua ở trong những cái tiệm bán vật tư hoa lan nữa, trồng rất là tốt ha. Đất không cũng được mọi người, đằng này dễ trồng cực kỳ luôn, rất là dễ thuần. Và đặc biệt là khi mà cây nó phát triển lớn khỏe, bắt đầu nó ra lá thì nó nhìn cái lá nó to và nó nhìn nó xanh tươi lắm mọi người, nó gọi là nó tươi tốt cả một cái góc vườn luôn á, nhìn nó rất dễ thương. Rồi, và mỗi một phần như vậy thì giá là 150 nha mọi người, 150 phần, 150 phần. Đây, nói chung là số lượng có hạn thôi, tại cái giống này lâu lâu mới về mới gặp thôi mọi người. Các bạn chị mua thì em sẽ cắt ngang đây nhé, tại này nó qua cái mùa hoa của nó rồi nên là cắt ngang. Thứ nhất là dễ gửi và thứ hai các bác về trồng nó đỡ mất sức ha, nó bắt đầu nó sẽ lên mầm lá mới thôi ha. Rồi, và thứ hai là bạch hỏa hoang. Bạch hỏa hoang thì này là của rừng Con Tum mọi người nhé. Mọi người có thể thấy là trong phần nó có cả nguyên bản cả rời luôn, em cũng chia ra được 5 phần. Mọi khi thì nó cũng về nhiều mà đợt này thì đi kiếm thì được nhiêu đây mọi người. Và đặc biệt là nó hoa nó lai rai, mùa này hoa nó cứ lai rai nè. Bạch là năm cánh màu trắng, hỏa là cái hồng mà hồng là đỏ, hoàng là màu vàng là vàng vành lưỡi. Đó, người ta đặt tên cái hoa này theo cái đặc tính của cái bông hoa luôn. Cái lan này á tên là bạch hỏa hoàng theo cái đặc tính của bông hoa. Hoa dễ thương cực kỳ mọi người. Rồi. Rồi 100 ngàn một phần mọi người nhé, 100 ngàn một phần thì em có 1 phần, 2 phần, 3 phần, 4 phần, 5 phần. Đây các phần này mọi người.
cũng khá là nhiều. Loại này về anh em ghép gỗ lũa là ok nhất nha. Đấy. Đấy. Hoa dễ thương lắm. Rồi. Tiếp theo là em có lan thập hoa mọi người nhé. Gọi là hoàng thảo thập hoa. Thằng này thì thân lá nó nhìn nó đẹp, nó mập đẹp mọi người. Đợt này đi đúng cái vùng mà cái cây thập hoa nó phát triển mạnh nè. Đó, nên là mọi người xem cái thân nào thân đấy mập ú, dễ thương lắm. Đấy, đấy, đây nè, thập hoa. Và em cũng chia sẵn ra thành từng phần cho mọi người dễ sưu tâm rồi. Mỗi phần giá 100.000 thôi mọi người. Phần đây về mọi người trồng lấy chậu lớn hoặc là hai chậu nữa ha. Đây, 100.000 phần hoa này. Hoa dễ thương lắm. Đây, mọi người xem. Đấy. Rồi nha, hoa. Rồi đây. Đấy. Đấy. Rồi một phần được khá nhiều. Rồi mọi người có nhu cầu sưu tâm loại nào cứ liên hệ với em nha. Hàng thảo thấp hoa thì 100.000 một phần mọi người nha. Bạch hoa 100.000. Còn hạt để nâu là 150 phần. Rồi hôm nay em có ba loại này. Đều là những cái cây rất là tươi tốt và đặc biệt là mới từ rừng về luôn. Trong cái chuyến mà bà con đi rừng dịp đầu xuân mới ra Tết này về mọi người ha. Rồi mọi người liên hệ số điện thoại 0384 750 258. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác anh chị ở những clip về những cái giống hoa lan đẹp tiếp theo trên kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơ Rái Bắc Tây Nguyên mọi người ha. Ngoài các loại hoa lan thì bên em luôn có sẵn sâm dây ngọc linh. Đây là một cái loại dược liệu rất là quý của rừng ngọc linh thuộc tỉnh Kon Tum mọi người nha. Thì cái sâm dây ngọc linh này thì chuyên được anh em dùng để ngâm rượu hoặc là sắc nước uống. Đặc biệt là các bác anh chị rất là hay dùng để ngâm rượu đón tiếp khách quý trong những cái dịp lễ, dịp đặc biệt trong năm mọi người ha. Thì cái này thì như bịch em đang cầm đây là 1 ký mọi người nha. 1 ký được rất là nhiều. Đối với 1 ký đây anh em ngâm rượu thì chúng ta có thể là ngâm được với 10 lít rượu và tầm 7 ngày trở đi là dùng được rồi. Và ngâm càng lâu thì uống càng ngon. Và ngoài ra thì có thể là sắc nước uống thì mỗi ngày thì dùng 3 lần, mỗi lần sắc là từ 15 tới 20 gram mọi người ha. Và cái sâm dây ngọc linh đây thì mọi người thể thấy là nó được đóng sẵn vào trong cái bịch này, nhìn rất lịch sự luôn và bắt mắt. Cái công dụng của nó thì có rất nhiều công dụng mọi người. Có dụng bồi bổ toàn thân nè, kích thích hệ miễn dịch, dùng trong suy nhược, ăn không ngon, ốm lâu ngày, lòi giom xa già con, chống mệt mỏi, tăng sự thích nghi của cơ thể, tăng tiết sữa bổ máu, tăng hồng cầu bổ huyết áp, giải khát, rồi trị đái dắt, ỉa chảy, mất nước, trị về gan, cốc ghẻ, rất là nhiều công dụng. Ngoài ra thì trong sâm dây ngọc linh người ta còn tìm thấy một cái hoạt chất gọi là saponin. Hoạt chất này thì chuyên dùng để phòng ngừa ung thư và có tác dụng trong hỗ trợ điều trị ung thư nữa nha mọi người. Và một bình ký đây thì bên em hiện tại là đang bán với giá là 600.000, chưa bao gồm phí vận chuyển ha. Thì ngoài ra ngoài 1 ký đây, nếu các bác chị muốn mua dùng thử nửa ký thì bên em cũng có nha. Nửa ký thì giá là 300.000 mọi người nha. Rồi cái này thì uống rất là tốt luôn và đặc biệt là không tác dụng phụ. Thì mọi người có nhu cầu mua cứ liên hệ tới số điện thoại em để góc màn hình mua được nha. 0384 750 258 ạ.